Thông cáo báo chí sáng ngày 6 tháng 11 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, trong ngày 5 tháng 11 có thêm 65 bệnh nhân được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được xuất viện đến nay là 1.321 người. Hiện còn 3.603 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Trong ngày hôm qua cũng ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong do bệnh COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tử vong trên địa bàn lên 39 người. Trong 24 giờ qua, công tác xét nghiệm tầm soát đã phát hiện 265 trường hợp có kết quả rt PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó có 72 trường hợp dương tính ghi nhận tại cộng đồng, tăng 18 trường hợp so với ngày 4 tháng 11. Cụ thể, 11 trường hợp ghi nhận tại địa bàn thành phố Bạc Liêu, 17 trường hợp trên địa bàn huyện Hòa Bình, 4 trường hợp ở huyện Hồng Dân, 9 trường hợp ghi nhận tại huyện Vĩnh Lợi. Trên địa bàn thị xã Giá Rai ghi nhận 31 trường hợp là các trường hợp phát hiện thông qua truy vết các trường hợp có liên quan đến chủ lây nhiễm của công ty Tấn Khởi, công ty cho Bá Thảo và tầm soát cộng đồng. Trong các khu phong tỏa ghi nhận 70 trường hợp dương tính. Ngoài ra, ghi nhận 121 trường hợp dương tính trong các khu cách ly tập trung ở các huyện và thành phố Bạc Liêu, đều là các trường hợp liên quan đến các ca bệnh trước đó. Tám trường hợp ghi nhận trong khu cách ly tập trung của thị xã Gia Rai là các trường hợp liên quan đến công ty Tấn Khởi, công ty cho Bá Thảo và các trường hợp liên quan đến các ca bệnh cộng đồng trước đó. Hai trường hợp ghi nhận tại quyền dính lợi về từ Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Trong 265 trường hợp trên, có 65 trường hợp trẻ dưới 18 tuổi.